Xin chào mọi người, mình là Nam, học viên của lớp Web 17. Sau một thời gian có học về Web React JS thì mình có làm một trang web về đề tài bán tay. Sau đây mình xin giới thiệu về trang web của mình. Đầu tiên là trang chủ. Ở trang chủ này thì chúng ta có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm sản phẩm vào yêu thích. Bấm xem thêm để xem tất cả các sản phẩm. Chúng ta cũng có thể tìm sản phẩm theo tên. Tiếp theo là trang vỏ hàng. Ở trang vỏ hàng này, chúng ta có thể chọn size sản phẩm, tăng giảm số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm. Tiếp theo là trang yêu thích. Hiện tại trang yêu thích đang có một sản phẩm ở đây. Trang yêu thích này thì chỉ có một chức năng là xóa sản phẩm ở trang yêu thích. Tiếp theo là trang vật này thì chủ yếu là show ra hết cả các loại giày của chuột và không có các loại giày khác. Và tới trang van cũng tương tự như trang cổng vật, cũng chỉ show ra giày van và không có các loại giày khác. Để thấy được trang chi tiết sản phẩm thì chúng ta bấm vào thẻ. Ở trang chi tiết sản phẩm này chúng ta cũng có thể chọn sang sản phẩm, bấm thêm vào vỏ hàng hoặc là bấm mua ngay. Khi đã tới trang vỏ hàng, chúng ta có thể tăng giảm số lượng sản phẩm và bấm tiếp tục thanh toán. Ở trang thanh toán này, chúng ta phải nhập địa chỉ của mình. Sau khi nhập địa chỉ và chọn phương thức thanh toán giao hàng xong, chúng ta bấm xác nhận thông tin. Các thông tin của chúng ta sẽ được chuyển qua bên phải màn hình. Chúng ta có thể kiểm tra lại và bấm xác nhận đặt hàng. Khi bấm xác nhận đặt hàng xong, sẽ hiện lên một cái mua đồ đặt hàng thành công. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem phần revamp của trang web của mình. Đây là revamp của trang chủ. Thêm sản phẩm. Tiếp theo là revamp của trang vỏ hàng. Revamp của trang yêu thích. Trang cổng vật. Trang van. Trang chi tiết sản phẩm. Trang trình bày của mình đến đây là hết.